Chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài, giúp anh em đi đánh cái bộ môn bài bịp là chiến thắng tuyệt đối 100%. Đấy, thì cái kính áp tròng này nguyên lý hoạt động như nào? Khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào thì anh em có thể nhìn được bài như bài ngửa. Anh em chơi bộ môn bài gì anh em có thể thắng 100%, đã chơi bài ngửa thì anh em gần như thắng tuyệt đối rồi. Đấy, thì cái kính này rất là dễ sử dụng. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này. Cái kính này nhà tôi là cái kính gọi là đẳng cấp nhất hiện nay, cái kính là nhập khẩu từ Mỹ. Đây tôi cho anh em xem cái vỏ hộp trước. Đấy. Made in USA. Đây là một kính là đeo êm mắt, không cộn mắt, không chảy nước mắt. Đấy. Và đặc điểm là nhìn bài cực rõ luôn. Đây, tôi sẽ cho anh em xem này. Thì đây là cái cây đeo kính của nó này. Anh em khi anh em mua hàng thì anh em cứ qua cửa hàng. Đấy. Đây. Anh em đến trực tiếp cửa hàng của nhà tôi. Cửa hàng của tôi thì nằm ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe miền Hà Nội, tránh phải mua hàng giả hàng nhái. Còn anh em ở xa thì tôi có thể gửi xe ca xe đò về cho anh em. Đây là cái kính áp tròng anh em này. Đấy. Kính nhập tôi nhập khẩu từ Mỹ này anh em này. Khi anh em đi chơi, cái này đeo cực dễ luôn, anh em chỉ cần dùng cái cây để anh em áp vào mắt, vạch mắt ra và anh em áp vào mắt là ok, là nó sẽ nhìn được bài rất là ok. Đấy, đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng. Thì đối với kính áp tròng này thì anh em cần những bộ bài, thì bên nhà tôi có thể làm được tất cả các mẫu bài, từ bài nhựa, bài caro, bài rồng, bài ướt, bài táo. Đấy. Thì đây là một số cái mẫu bài tôi sẽ cho anh em xem này. Rồi, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu bài, đó là bài Double K 2001. Đây là một cái mẫu bài là cực phổ thông ở Việt Nam. Đấy, rất nhiều anh em chơi ở vùng miền đều chơi cái bài này. Cái bài này thì cực cứng anh em ạ, giống hệt cái bài ở ngoài tiệm tạp hóa luôn. Đấy, đời mới. Ba phí. Này, anh em nhìn này. Thì bây giờ tôi sẽ đeo kính cho anh em. Anh em lưu ý cho tôi này. Khi anh em đeo kính thì anh em nhìn như chơi bài ngửa, nhưng có một cái lưu ý là phải bài nhà tôi qua xử lý anh em nhá. Còn bài ngoài chợ cũng có rất nhiều anh em điện hỏi là bài ngoài chợ có nhìn được không. Tôi đảm bảo với anh luôn nhưng là không bao giờ nhìn được nhá. Đây tôi sẽ cho anh em xem này. Đây anh em nhìn này, đây con ca này. Đấy, anh em nhìn thấy không, con này con ca bích anh em nhá. Đây. Đấy, quy này, con gì này, anh em nhìn rõ không? Đây tôi sẽ cháo đi, tôi sẽ đọc cho anh em xem. Anh em nhìn này, đây là cái mắt camera tôi áp vào, còn nếu mà anh em để mà nhìn trực tiếp bằng cái mắt này thì nó sẽ gõ gấp 10 lần. Còn đây con 6 này, con này là con 6 rô anh em nhá. Đây. À, 6 bích anh em ạ, à, 6 tép nhá, 6 tép đây. Có gần là 6 tép. Thì tôi sẽ tìm cho anh em con 6 rô này. À, con rô này, chứ đây con cờ, đây, đây là con rô. Đây là con di rô anh em nhá. Đấy. Đây là con 10 rô này, anh em này, nhìn là dấu cộng là 10 rô này. Đấy. Còn cái móc chìa khóa là con 9 để mà phân biệt giữa con 6 và con 9. Đấy. Đây. Còn tiếp theo, bên cạnh đó thì có những cái mẫu bài khác nữa. Đó là những mẫu bài cho anh em vùng miền như chả như miền Tây, như Kiên Giang rất hay chơi cái bài này. Anh em có thể nhìn vỏ hộp này. Đấy, ngoài ra còn ngoài Bắc thì hay chơi cái bài ớt này, bài táo này. Đấy. Đấy, anh em có thể nhìn qua bài. Đây anh em nhìn này. Tôi sẽ chiếu cái ấy vào này, mắt vào này. Đây anh em nhìn này, đây. Rất rõ ràng anh em nhá. Con 1 này, con át này. Đấy. 2 này. Đấy, 3 này. Đấy, anh em nhìn thấy rất là rõ ràng. Đấy. 6 này. 7 rô này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây, cái phần trên này là cái phần đánh dấu chất anh em này, chất rô này. Đấy, con 10 rô này. Đấy, tiếp theo này, nó sẽ qua bài đỏ. Đây tôi anh em cho nhìn xem cái vỏ hộp này. Và tiếp theo là cái bài xanh. Bài xanh một cái bài xanh này, thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại của tôi. Đây, anh em có thể xem qua là 0984 80 469 anh em nhé. Anh em liên hệ trực tiếp với tôi cái số điện thoại này, Zalo, Facebook của tôi. Anh em đánh cái bài thì anh em cứ alo cho tôi. Đây, đây là một bài lưng xanh này. Ở đây cái vỏ hộp nó cho anh em xem. Đây. Và cái bài cũng rất nhiều nhìn như lơi chơi, thì đó chính là cái bài bài cúc. Đấy. Anh em có thể xem này, đây là cái mẫu bài cúc này.
bài cúc áo nhá, nhiều anh em gọi là bài cúc áo. Đây là lưng sau in rất nhiều cúc, anh em thể xem qua là vỏ của nó. Và một cái bài nữa ở cái vùng miền Tây hay là những cái vùng khác cũng rất hay dùng, đó là cái bài đô la trắng hay là đô la vàng. Đây tôi cho anh em xem, do cái diện tích bản rất là hẹp nên tôi không thể trưng bày hết cái bài, các mẫu bài ra đây được. Đấy anh em nhìn này, đây là cái mẫu bài đô la anh em nhé. Và bài nhựa thì tôi cũng có cả. Đấy, đây là cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa Royal xanh và đỏ đều có anh em nhé. Đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em alo trực tiếp số điện thoại của tôi. Bên cạnh cái kính đẳng cấp nhất này thì bây giờ tôi còn có những kính, mẫu kính gỗ, hộp gỗ. Đấy, hộp gỗ kính thì được bảo quản trong một cái lọ nước ngâm kính như này. Đấy, khi anh em đeo kính thì anh em vớt cái kính ra, anh em rửa qua cái nước suối đi là anh em đeo mắt nó rất là an toàn thôi. Kính này có thể sử dụng được 3 đến 4 năm anh em nhé. Đây là một loại kính Hàn Quốc này, kính hộp nhôm này. Đấy, anh em có nhu cầu mua lại kính gì cứ alo cho tôi, thì tất nhiên là tiền nào của đấy, anh em mua lại tốt thì tiền nó sẽ cao nhá, kể cả bài cũng vậy. Đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ qua cửa hàng, hoặc là có thể tôi gửi bưu điện về, hàng của tôi đã đảm bảo cho anh em 100% là hàng chính hãng, hàng công ty, anh em hoàn toàn yên tâm để em sử dụng, anh em chơi. Rồi cảm ơn anh em xem video. Xin chào lại anh em, ngày hôm nay mình làm video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy bài bịt. Thì bây giờ mình chuyên phân phối tất cả những dòng máy bài từ cao cấp cho đến tầm trung. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịt CVK thì làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái máy đánh bài là CAC 700 hộp trắng này, và CVK 900 này, CVK 680S này, và một con máy đánh bài CVK được nguyên trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC 700, hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này, chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Đấy, về máy thì được nguyên trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng. Đấy, sau đó là test qua môn bài cào hay biên độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn chơi môn bài gì cũng được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng bám một nhà lớn nhất này. Đây, khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đấy, tôi test thì tôi sẽ để nó ra ngoài. Đấy, máy báo 1, ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. Đấy, 4 người chơi, tôi sẽ để ít người chơi chơi cho nhanh. Đây, máy báo 1, nhà số 1 này này, 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại đây rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhé. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm số người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi sẽ chuyển cái máy này qua môn bài cào miền Nam đi. Để thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Máy báo 1. Đây một bài cào nhá. Đấy. Đây, máy báo 1. Một bài cào. 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Đấy, nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn, không bao chuyện sai được. Đây là cái máy đánh bài CAC 700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 900.
đây, con máy bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá, rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy, các bạn kết bạn Zalo mình sẽ gửi chi tiết cho. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó và nó kể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này để 5 người chơi đi. Đây, số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Đó. Máy đặt đặt trước mặt nó. 2. 5 người chơi là máy báo 2 là nhà số 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm. Đây các bạn này, 8 điểm lớn nhất. Còn những nhà còn lại là không có gì luôn. Đấy, các bạn nhà máy đặt cái là báo thôi. Máy đã đặt cái là báo nhá. Mà báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà kết hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK 900. Đấy. Tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK 680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK 680. Được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Môn liêng nhá, test môn liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo 2 nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy, 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này, 1, 2, 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy, máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nha. Đấy, các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nha. Thì đây là giới thiệu các bạn, đây là máy đánh bài CVK 680. Đấy, tiếp theo là một con máy bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung, sẽ test luôn cho bạn xem tốc độ của bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy, tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi được môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này bán một nhà lớn nhất. Đây, các bạn để đúng đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera ở đây. Đấy, máy báo 3. Muôn bài cào, máy báo 3. Đấy, 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra thì có thể mua thêm những cái đồng hồ quét mã vạch như này. Đây là những cái phụ kiện kết nối bên ngoài, hay là ví, ví quét mã vạch. Đây, mình sẽ kết nối vào cái ví này, mình để cái ví này, mình tránh trường hợp phải để cái điện thoại này, hay là điện thoại cùi bắp Nokia. Đấy, trụ sở thì các bạn cứ đến Hà Nội hoặc Sài Gòn để mở vào cửa hàng khách hàng nhé.
Xin chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhá. Khi mà anh em chia như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, mình sẽ lấy cho anh em xem này. Đây, rất là mỏng anh em nhé. Anh em là đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây nó có hai cái kính, mình sẽ lấy được hai cái anh em cặp này. Đấy, khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này. Đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy, cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó sẽ trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay, tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Đây, với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy, thế bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy, nhìn nó như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên trong tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, lắp camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào thì nó như thế nào nhé. Đây, đấy, anh em nhìn đây, thì khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này, con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy, con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, đấy, K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất, nhưng sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy, nhìn thấy cả chất này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con anh em con rô nhá. Con rô đánh dấu đây, con rô lại đánh dấu sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bạch rô này. Đấy, nhìn thấy cả chất, anh em rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy, nhìn số chưa? Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp tròng thật của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên này mình có những cái kính như chẳng những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi cũng rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và kính Mỹ hộp gỗ này, đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Cái trụ sở thì mình có hai trụ